Okay, xin chào anh em, hôm nay là mình lại được gặp anh em trên một chuyến đường quen thuộc. Anh em thông cảm nha, tại chỗ mình hôm qua mới dầm mưa về á, nên là hơi giọng hơi cảm chút nha anh em. Anh em thông cảm nha. Thì mình làm cái clip này hôm nay để có một cái câu hỏi mình thấy trên Facebook hỏi mình cũng khá là hay. Mình không biết giờ này các bạn có chơi cái AdMe gì hay không, và có ai hỏi bạn những gì hay không. Nhưng mà trong quá trình mà mình chơi thì mình thấy có một bạn hỏi mình một câu khá là hay, nên là bây giờ mình sẽ nói là cho anh em nghe và mình sẽ trả lời cho bạn đó câu hỏi đó luôn nha. Bạn nó hỏi là ai quan trọng nhất trong mình không biết là trong cuộc đời mình hay là trong nhà mình gì đó, thì mình sẽ trả lời luôn cả hai nha. Thì mình nói thật là mình không có người quan trọng nhất, mình nói thật luôn, tại vì mình quan trọng nhất với mình á là một top người luôn chứ không phải là một người nha. Nên là không có ai mà quan trọng nhất với mình hết á. Quan trọng nhất với mình á thì là người nhà. Đầu tiên là người nhà, và thứ hai là bạn bè của mình, là những người anh em của mình. Là mình không có người nào quan trọng nhất cả. Và nếu mà mình chưa trả lời câu hỏi này, chắc nếu nhiều các bạn rất là thắc mắc đúng không, thì bây giờ mình sẽ trả lời luôn là như vậy đó. Có người sẽ trước khi mà mình nhắn trước khi mà mình làm clip này á, thì có rất là nhiều bạn để nhắn tin hỏi mình ai là người quan trọng nhất của bạn rồi thì đó, rồi chắc anh em hoặc là người yêu hoặc là gia đình, thì mình sẽ trả lời cho các bạn đó luôn. Còn một bạn nữa trả lời là xin lỗi các bạn, còn một bạn nữa hỏi mình đó là có crush ai không, giống như là thương thầm hay không các bạn, thì mình xin nói các bạn là không nha. Bởi vì từ nhỏ đến giờ mình không có crush. Mình nói thật là mình tính mình rất là thẳng, và mình thích là mình cứ nói à. Nói thật luôn, thích là mình cứ nói à, chứ mình không có mà phải chần chừ hay là ngại gì hết rồi. Wow, ok. Đúng rồi. Đó, các bạn đợi một chút nha, tại vì đèn đỏ rồi. 2000 years later. Thì mình thích là mình nói là chứ mình không có cái vụ mà mình crush nữa, không có nha các bạn. Chẳng thà mình nói thật là chẳng thà mà mình nói
còn hơn là mình không nói. Nhiều khi có mấy bạn nữ thấy mình thấy cũng lạ lắm, thích người ta thì nói luôn đi cho rồi, đúng không? Chứ để trong lòng làm gì, rồi mai mốt á lỡ như mà nói thật luôn, lỡ như mà rớt bạn có người khác rồi xong cái các bạn buồn rầu, các bạn đòi tự dẫn này nọ thì mình thấy đó chuyện nó đúng mất cười đó. Mình đã gặp rồi, đó là mình biết bạn của mình á thì một bạn nam nha chứ không phải nữ, cũng rớt vậy đó, cũng thương thầm một bạn vậy đó, rồi xong cái không mà bạn này cũng gọi là bạn cũng chai lì lắm, rớt 5 năm luôn đó. Rớt 5 năm luôn bạn, ghê không? Mình thấy mình còn phục mà, nhưng mà đến một ngày rất là buồn bạn, rất là buồn luôn. Bạn đó thấy crush của mình đi chơi với người yêu. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Kia đâu có biết, không có trách bạn kia được nha. Đó, mình không có trách bạn kia được, mà mình trách là mình trách tại sao mà bạn kia không nói, bạn crush 5 năm đó tại sao không nói, đúng không? Thì sau khi mà bạn của mình thấy bạn nữ đi chơi á với người yêu thì rất là buồn, mình nói thật là rất là buồn luôn. Mình thấy mà đòi tự vẫn này nọ, mình thấy không có đáng. Cả nào mấy bạn cứ nói đi, một là ok thích thì hai người gọi là thành người yêu luôn, còn không á thì các bạn cứ bình thường thôi, các bạn cứ làm bạn bình thường thôi. Nhưng mà các bạn giải tỏa được cái mong muốn, cái nỗi niềm của bạn. Có nhiều bạn á thì giống như vậy nè, hồi đó thì mình cũng bị rồi, dạng như là nhát gái á, hồi đó là nhát gái luôn á. Thì các bạn này thích nhưng mà không dám nói, bởi vì tâm lý của người nhát gái mà người ta rất là sợ, người ta ngại á đó, là không dám nói, xong cũng mất luôn. Rồi xong cái còn một chuyện nữa là các bạn giống như là các bạn ngại, các bạn giống như là các bạn mặc cảm là mình xấu quá, không có, hoặc là mình nghèo quá, không có đủ đáp ứng cho con nhà người ta, nên mình chỉ có thương thầm thôi đó. Nên là cái bạn nào mà như vậy á thì mình nghĩ là không nên nha. Thì mình cứ xem thôi, nếu mà người đó là rớt của mình thì chắc mình cũng đã biết như thế nào rồi nên mình mới rớt, đúng không? Thì các bạn cứ theo luôn, các bạn cứ nói thẳng đi, anh vậy đó vậy đó vậy đó, rồi em có chịu quen anh không đó. Nếu mà bạn nữ nó chịu quen thì hai người làm ghệ gọc đó, còn mà chưa bạn nữ nó không chịu á thì các bạn biết rồi, là bạn bình thường thôi. Nhưng mà cái mình muốn nói ở đây á là chúng ta không có nên mà để trong lòng làm gì á, cứ nói ra đi cho người đó biết, chứ để hòng nói mốt lại trách móc rớt này nọ kia tùm lum là la thì đó, thấy mình thấy không đáng cho mấy bạn rớt. Bởi sao? Bởi vì các bạn crush họ nhưng mà họ không biết crush bạn crush người ta đó, nên là các bạn trách được đó. À,
chào các bạn, đợi mình chút xíu nha, là vì đèn đỏ rồi. Two thousand years later. À, xin lỗi các bạn nha, tại vì đèn đỏ á. Thì cái đèn đỏ này thì mình có nói trong một cái video rồi, Jeff, nên là bây giờ mình sẽ không nhắc lại. Đó, thì quay lại cái vấn đề chúng ta. Thì các bạn nghĩ, nếu mà các bạn đặt các bạn trong những cái trường hợp đó thì các bạn có nên crush hay không? Theo quan điểm cá nhân của mình thôi nha, theo quan điểm của mình thôi. Mình không nên. Bởi vì nó sẽ gây cho bạn một cái áp lực tinh thần. Lúc nào các bạn cũng sợ sẽ là mất người đó. Hoặc là nếu mà nặng hơn là các bạn sẽ giống như nếu mà mất người đó các bạn sẽ bị trầm cảm luôn á. Cái trường hợp này là có nha các bạn. Có chứ không phải là không đâu. Nhiều khi các bạn mà mới bắt đầu yêu á thì các bạn chưa biết. Mình thì mình đã bị rồi, bị trước đó rồi nên là mình cũng quen rồi, không sao. Nhưng mà những trường hợp rớt thì đa số là những bạn nữ. Chứ nam thì mình ít có thấy lắm. Nhưng mà một khi nam nó crush thì bao lì các bạn. Mình nói thật là bao lì. Nhưng mà mình khuyên là chúng ta nên nói luôn nha, đừng có ngại gì hết á. Cứ nói đi rồi lỡ đâu các bạn thành của nhau thì sao, đúng không? Đâu thể biết trước được điều gì đâu, đúng không? Các bạn nói bây giờ chứ nếu mà các bạn giảm như là nếu mà các bạn để lâu quá thì mai mốt các bạn tổn thất nhiều chứ không làm được gì á. Ví dụ các bạn thích các bạn xem khoảng chừng một tháng, đúng không? Các bạn tìm hiểu người đó không có hỏi, mà các bạn giảm như là các bạn hỏi bạn bè hay là người thân hoặc là theo dõi gì đó, rất là nhiều cách nha. Cái chuyện đó thì các bạn tìm hiểu thì tùy theo cách của bạn, mình không rành đó. Thì các bạn làm cách nào các bạn tìm hiểu được người đó, người đó là như vậy đó, rồi là mình theo đuổi và mình thích ngay và rồi tỏ tình luôn. Đừng có để mà lâu là các bạn càng thiệt thòi chứ không có mà lợi đâu. Bởi sao? Bởi vì các bạn rớt người ta không biết, đúng không? Đó là thương thầm, người ta đâu có biết đâu. Đó, sau đó thì con bon. Các bạn hiểu rồi đó. Rồi thì mình sẽ trả lời cho những câu hỏi như vậy thôi. Còn mà nếu mà bạn nào mà hỏi mình những câu hỏi mà hay á thì mình sẽ trực tiếp làm trên clip nha. Còn mà các bạn nào mà hỏi mình những câu hỏi nào mà còn chưa hay á, hay là mang tính mà giống như là mang tính tục tiểu thôi á, thì mình sẽ trả lời tại cái Facebook luôn nha. Rồi, xin thân ái kính chào anh em và chúc anh em có một buổi sáng vui vẻ bên gia đình và người thân cũng như là người yêu của mình nha. Rồi.
anh em nào mà thích á thì có thể để lại cho mình một like, một subscribe. Hoặc là nếu anh em nào thấy video chưa hay hoặc là chưa thích gì đó thì có thể là comment hoặc là inbox qua Facebook của mình dưới phần mô tả nha. Rồi, xin chào anh em.